thân yêu của FPT Play. Đây là những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động Hàng Đẫy, thủ đô Hà Nội. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu quyết định ngôi vô địch của Nike Group V-League 1 mùa giải năm nay. Công an Hà Nội chạm trán Đông Á Thanh Hóa. Đứng trước bóng lúc này đang là Đàm Tiến Dũng. Quả treo bóng. Đánh đầu! Rất nguy hiểm. Tiếp tục làm đường truyền vượt tuyến. Không có tiếng còi. Dứt điểm. Quả đá là của Bruno Cunha. Và duỗi mù của Bruno Cunha rất đáng tiếc, lại không có được độ chuẩn xác cao. Paulo Corrado rất hay. Cơ hội dành cho Đông Á Thanh Hóa. Đường truyền sang hợp lý. Paulo Corrado. Đối mặt. Không vào. Đó là sự xuất sắc của Philip Nguyễn. Một trong những sự bổ sung của Công an Hà Nội ở giai đoạn 2. Tiếp tục là những sức ép. Paulo Corrado ở chân trái. Đội bóng xứ Thanh đang thực sự tạo nên rất nhiều những vấn đề dành cho Công an Hà Nội. Quang Hải và Văn Thanh. Cái chân trái của Quang Hải. Đánh đầu vào. Một pha bóng cố định và một khoảnh khắc mà Quang Hải tìm thấy cái đầu của Gustavo Henrique. Nút thắt đã được cởi bỏ dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chỉ một khoảnh khắc thôi, đó chính là giá trị của những ngôi sao trong đội hình câu lạc bộ Công an Hà Nội như Quang Hải, như Gustavo. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa đã bị bất ngờ khi mà Quang Hải quyết định có những nhịp dấn bóng trước khi đưa vào một quả treo vừa vặn dành cho Gustavo Santos. Cú ba ngoại binh của Công an Hà Nội đang có bóng. Hồ Tấn Tài. Tấn Tài, Quang Hải, Quang Hải, Quang Hải. Quả đá của Quang Hải đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội chủ nhà. Hai cầu thủ này đang kém chân sút dẫn đầu là Rafael Sơn với cách biệt là lần lượt 3 và 4 bàn. Cơ hội không được. Quả đá vào góc gần tới từ Gustavo Henrique. Văn Thanh. Một tình huống trong biên của Tấn Tài. Tấn Tài. Quả đá thẳng của Hồ Tấn Tài. Năm nay cũng là một năm mà Văn Toàn trưởng thành vượt bậc và được đá chính nhiều trong đội hình của huấn luyện viên Trần Tiến Đại. Bruno! Một cú nã đại bác và thủ thành Philip Nguyễn đã đứng nhìn. Không thể làm gì hơn với một tình huống xử lý xuất sắc như vừa rồi của Bruno Cunha. Đàm Tiến Dũng. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội cho Công an Hà Nội. Quang Hải, Quang Hải, John Klee, cơ bóng! Hết giờ! Chức vô địch của giải bóng đá vô địch quốc gia Nike Cup 2023 đã chính thức thuộc về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Một cột mốc lịch sử. Xin kính mời Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ trao chiếc cúp vô địch cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để xin được chúc mừng tập thể ban huấn luyện và cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Những chủ chiếc vô địch dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Giải vô địch quốc gia Nike Cup 2023. Kính mời quý khán giả hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt trong khoảnh khắc đắc quang vô địch tuyệt vời này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.